Em không yên tâm một chút nào. Anh cứ về đi, để em ở đây một mình cũng được. Trời ơi, cứ như thế bảo sao hay đau đầu. Cứ yên tâm đi, thằng Thanh nó khác biết trông con nó. Thằng Thanh, cơm mẹ nấu cho ăn, quần áo mẹ cũng giặt cho. Từ khi có con, đã bao giờ phải động chân động tay vào việc chăm con một lần nào đâu. Mà anh bảo nó biết chăm con. Thôi, được rồi, được rồi, được rồi. Khi nào bác sĩ vào khám thì anh sẽ về nhá. Yên tâm, thôi nghỉ ngơi đi nhá. Này. Ơ. Hai. Cô đi đâu bây giờ mới đến? Đi đâu có lâu mới nói. Sao? Anh nghĩ tất cả mọi việc liên quan đến hai từ chăm sóc đều gán lên phụ nữ à? Đừng có đổ hết việc lên đầu tôi như thế. Cô là vợ, là con dâu, cô phải có trách nhiệm. Là vợ, là con dâu, chẳng qua cũng chỉ là người dưng, khác máu tanh lòng thôi. Chủ yếu là mẹ muốn anh chăm sóc kìa. Còn tôi mà vào ấy thì cũng chỉ bưng bô đổ rác. Mà tôi nói thẳng, những việc đấy tôi sẽ thuê người làm. Đừng mơ tôi mó tay vào. Cô vừa nói cái gì? Mẹ tôi chăm bẵm, chiều chuộng cô như thế chưa đủ à? Mẹ tôi không tử tế với cô chắc? Chăm bẵm, chiều chuộng. Bà chăm bẵm tôi hay là chăm bẵm cháu bà? Còn tử tế hay không ấy thì anh tự biết. Bây giờ thì tôi mới hiểu lý do tại sao vợ cũ của anh bỏ của chạy lấy người rồi. Cô đừng có hỗn nhá. Tôi nói thẳng luôn nhá. Kể từ ngày tôi về sống chung với nhà anh ấy, tôi đã biết được một sự thật. Mẹ anh là một người phụ nữ cực kỳ vĩ đại. Cả thế giới của bà chỉ thu nhỏ lại đúng bằng anh. Thế nên sẽ không có người phụ nữ nào có thể làm hài lòng bà ngoài anh. Tôi nghĩ một chiếc váy xinh xắn sẽ rất hợp với anh đấy. Dậy này. Ê, bình tĩnh, tôi đang quay đấy. Nào, đánh đi, có giỏi thì đánh đi. Đồng nghiệp và bạn bè của anh sẽ biết anh là kẻ vũ phu. Chắc là sẽ đối xử tốt với anh lắm đấy. Cất ngay cái điện thoại đi. Cất đi. Sao phải cất? Sống với tôi từng ấy thời gian mà còn không biết tôi là con người thế nào à? Anh nghĩ tôi nghe lời anh chắc. Thôi, bỏ qua chuyện đấy đi. Bà ấy thế nào rồi? Thấy vào tỉnh rồi, đang chuyển nước. Mẹ bắt anh gọi tôi đến đây chứ gì? Mẹ tôi muốn hỏi về chuyện tiền của bà Nga. Tiền nong thì liên quan gì đến tôi? Mẹ anh tham lãi gửi cho bà Nga, bà Nga lại cho người khác vay rồi bị lừa. Chung quy lại cũng từ lòng tham mà ra. Nên có trách thì tự trách mình ấy. Cô phủi tay nhanh thật đấy. Cô cháu cô ấy đúng là đồ lừa đảo. Đúng, tôi là đồ lừa đảo. Nhưng nếu anh là một người đàn ông có đủ bản lĩnh thì đã không bị tôi dắt mũi rồi. Tôi định vào chăm sóc mẹ thay anh, nhưng với cuộc nói chuyện vừa rồi thì tôi nghĩ tôi nên về nhà ngủ một giấc, còn anh thì vào chăm mẹ để trở thành con trai ngoan. Thế nhá. Bye. Thế con Diệp đâu? Thằng cu tít có ăn hết chỗ cháo không?
em đỡ nhiều rồi. Để em xin với bác sĩ cho em ra viện, về nhà điều trị ở nhà cũng được. Anh không phải vào đâu mà, em tự lo liệu được. Bác sĩ ơi, liệu ngày mai tôi đã ra viện được chưa ạ? Bác yên tâm, chúng tôi đang chờ kết quả xét nghiệm. Kết quả ổn định, ngày mai có thể ra viện được. Thế ạ? Thế thì tốt quá. Cảm ơn bác sĩ ạ. Chào bà. Ôi chết. Ông. Ê, bà cứ nằm nghỉ đi. À không, không sao. Tôi đỡ nhiều rồi ông ạ. Con chào bác. Chào con. Dạ, con có mua ít hoa quả với sữa, bác cố ăn cho mau khỏe nhé. Cảm ơn con. Tôi gọi điện cho ông Phương, biết bà bị mệt cho nên tôi xuống thăm. Nhưng hình như bà cũng đỡ nhiều rồi thì phải. Vâng, cảm ơn ông. Tôi cũng đỡ nhiều rồi ạ. Chúng ta đã có tuổi rồi, bà lại bị bệnh tim. Bà cũng không nên cảm xúc nhiều quá, ảnh hưởng đến sức khỏe. Vâng, tôi cũng hiểu thế ạ. Thế bà nhà vẫn khỏe chưa ạ? Vâng, cảm ơn bà hỏi thăm. Bà nhà tôi vẫn khỏe, nhưng vợ thằng thứ hai nhà tôi đang nghén ngẩm, cho nên phải ở nhà trông, chứ nếu không cũng định đòi xuống thăm bà đấy. Thế thì tốt quá, mừng cho ông bà. Bà ở đây có một mình không ai chăm sóc à? Không không, lát nữa ông nhà tôi sẽ vào thôi ạ. Vâng, ông chăm bà là chuẩn nhất rồi. Chứ còn cái mỗi đứa mỗi ý, nó không hợp với mình đâu, rồi lại còn sinh ra cãi nhau ấy. Tôi nghe đây. À thế à? Thế nhá. Vân ở lại đây thêm một chút nữa. Bố có việc phải đi. Bà ơi, tôi có bạn đến đón. Bà chịu khó nghỉ ngơi cho chóng khỏe. Tôi xin phép. Chào bà ông. Đi. Chị Vân cứ ngồi xuống đây đi. Tôi cũng có câu chuyện muốn nói. Dạ vâng ạ. Tôi cũng hiểu rằng bây giờ tôi có nói thế nào thì cũng chẳng giải quyết được chuyện gì. Mẹ,
mẹ muốn một lần cuối cùng được xưng mẹ với con. Mẹ xin lỗi con vì thời gian chúng ta đã chung sống cùng nhau, mẹ đã không cố gắng để hiểu con. Để xảy ra cơ sự này, thực sự mẹ rất buồn. Mẹ cũng nản lắm. Anh Thanh đã có vợ, có con. Ông bà cũng có cháu rồi. Thằng bé cũng rất là kháu khỉnh. Mọi chuyện đã qua rồi ạ. Suy cho cùng, lỗi cũng không của riêng ai, cũng là tại con. Có thể con đã quá vội vàng bước chân vào cuộc hôn nhân khi mà con chưa thực sự sẵn sàng. Vâng, vâng, con cho mẹ xin lỗi nhé. Em đến thăm mẹ anh à? Em thấy sắc mặt của mẹ hơi nhợt nhạt. Mẹ có vẻ buồn khi nhắc đến chuyện của anh. Mọi việc hiện tại đều không theo ý của mẹ anh. Bà muốn cưới vợ mới cho anh, lại vừa muốn có cháu cho bà. Chính vì như vậy, bà đã mất đi quyền làm chủ gia đình. Vậy thì anh hãy giành lại nó đi. Giờ là lúc anh phải có trách nhiệm với gia đình của mình. Đừng ỷ lại vào mẹ nữa. Trước đây, nếu như anh quyết đoán hơn, anh đã không để mất em. Ngày trước gặp nhau, anh đã không dám nói. Nhưng mà Vân ạ, chưa một giây một phút nào anh ngừng nhớ tới em. Còn cuộc sống của anh hiện tại, liệu rằng chúng ta còn có cơ hội nào nữa không? Em sẽ coi như là em chưa từng nghe thấy câu nói yếu đuối này của anh. Hai chúng ta giờ đã có những con đường riêng rồi. Anh và em đều phải học cách chấp nhận những thứ mà mình đang có. Có như vậy thì cuộc sống sau này của chúng ta
sẽ bớt đau khổ và dần vặt hơn. Dù sao thì rất cảm ơn em đã đến thăm mẹ. Có gì đâu. Anh vào với mẹ đi. Mời bác ạ. Mời anh ạ. Cảm ơn em. Cháu mời chú ạ. Tại sao cậu gọi bia cho tôi mà cậu lại uống cà phê? Chắc con Vân nó nói sở thích của tôi với cậu à? Thưa chú, nếu mình để ý tới một ai đó thì liệu việc mình quan tâm tới những người thân trong gia đình của họ có phải là điều nên làm không ạ? Cậu ăn nói sắc sảo lắm, nhưng tôi là người ít học, có lẽ tôi không hiểu được thâm ý của cậu đâu. Cháu thì lại không nghĩ như vậy ạ. Thế cậu nghĩ thế nào? Cháu nghĩ chú là một người thẳng thắn và thông tuệ ạ. Cậu đang có tình cảm với con Vân, cho nên cậu nói để cho tôi vui tai đúng không? Thưa chú, nếu được chú cho phép, cháu xin phép được gần gũi với gia đình mình nhiều hơn. Và từ đó cháu tin chú sẽ hiểu nhiều hơn về con người của cháu ạ. Gần gũi với gia đình tôi. Dạ. Vậy là cậu quyết định yêu con Vân. Nhưng như tôi được biết, con Vân nó chưa đồng ý với cậu. Dạ. Thật sự cháu rất yêu Vân. Nhưng hiện tại cô ấy đang từ chối cháu vì những lý do không đâu cả. Không có lý do gì là không đâu cả. Không chỉ con Vân mà cả gia đình tôi cũng đều có một tâm trạng băn khoăn như vậy. Mưa dần trong hoàng hôn gió lộng, phút lỡ hẹn con đường trông vắng, một mình lặng lẽ trên lối về, chỉ còn đâu đây lời yêu chưa nói, theo hạt sương nhẹ bay trong gió, và tiếc nuối muốn cố níu lại ký ức buồn vui dường như xa rồi. Thời gian xin hãy đừng trôi vội vã, nhặt từng hạt nắng sưởi ấm tháng ngày lạnh giá. Đợi chờ hạnh phúc mong manh về trong tiếng mưa rơi, từng lời yêu thương vơi đi nỗi cô đơn, vẫn như còn thôn thức, như còn mỏi mong chút em đêm tình yêu muộn màng ở trong giấc. Chung bước tìm hạnh phúc mong manh, còn ở đâu đây trong mong.
Mời bác ạ. Mời anh ạ. Cảm ơn em. Cháu mời chú ạ. Tại sao cậu gọi bia cho tôi mà cậu lại uống cà phê? Chắc con Vân nó nói sở thích của tôi với cậu à? Thưa chú, nếu mình để ý tới một ai đó thì liệu việc mình quan tâm tới những người thân trong gia đình của họ có phải là điều nên làm không ạ? Cậu ăn nói sắc sảo lắm, nhưng tôi là người ít học, có lẽ tôi không hiểu được thâm ý của cậu đâu. Cháu thì lại không nghĩ như vậy ạ. Thế cậu nghĩ thế nào? Cháu nghĩ chú là một người thẳng thắn và thông tuệ ạ. Cậu đang có tình cảm với con Vân, cho nên cậu nói để cho tôi vui tai đúng không? Thưa chú, nếu được chú cho phép, cháu xin phép được gần gũi với gia đình mình nhiều hơn. Và từ đó cháu tin chú sẽ hiểu nhiều hơn về con người của cháu ạ. Gần gũi với gia đình tôi? Dạ. Vậy là cậu quyết định yêu con Vân? Nhưng như tôi được biết, con Vân nó chưa đồng ý với cậu. Dạ. Thật sự cháu rất yêu Vân, nhưng hiện tại cô ấy đang từ chối cháu vì những lý do không đâu cả. Không có lý do gì là không đâu cả. Không chỉ con Vân đâu, mà ngay cả gia đình tôi cũng đều có một tâm trạng băn khoăn như vậy. Chú có thể nói rõ hơn được không ạ? Đó chính là tình cảm của cậu. Liệu tình cảm của cậu có trước sau như một không? Hay nay thế này, mai lại thế khác? Thưa chú, trước đây đã từng hơn một lần cháu nghĩ mình đã có được Vân. Nhưng rồi cháu đã để mất cô ấy. Nhưng lần này chắc chắn cháu sẽ không để điều đó xảy ra đâu ạ. Xin chú hãy tin cháu. Nhưng chắc cậu biết chuyện hôn nhân đổ vỡ của nó chứ. Cháu biết ạ. Thật sự con người của cháu chưa hoàn hảo và cháu còn rất nhiều khuyết điểm. Nhưng cháu tin Vân sẽ hiểu tình cảm của cháu và chấp nhận. Và cháu cũng mong cô chú như vậy ạ. Tạm thời cứ coi như là tôi tin cậu đi. Nhưng cậu sẽ như thế nào nếu như con Vân nó đồng ý với cậu? Thưa chú, cháu không muốn là kẻ lèo mép khi ở trước mặt chú. Thì cậu cứ nói đi. Thật sự những lúc này cháu không biết nói gì cả. Cháu chỉ có thể nói cháu sẽ cố gắng mang lại hạnh phúc cho cô ấy, và chắc chắn sẽ không bao giờ làm cô ấy đau khổ thêm bất cứ một lần nào nữa. Chú hãy tin cháu. Uống với tớ nhá. Cháu cảm ơn chú ạ. Được rồi, tôi đang ở bến xe đây rồi. Rồi. Về đến nhà tôi sẽ báo cáo nhá. Ừ, rồi.
Thế tóm lại là hôm nay bố đã uống nhiều chưa? Sao từ nãy đến giờ bố cứ nói tốt cho anh ấy thế? Này, chị đừng có nói với bố là vì 4 năm cốc bia mà bố nói tốt cho nó đâu. Nhưng mà bố nói thật, bố thấy thằng Sơn nó chân thành đấy. Con vẫn sợ lắm bố ạ. Bố hiểu tâm trạng của con. Con chim một lần chết hụt, đậu phải cành cong, luôn luôn sợ vì nó cứ nghĩ rằng cái cành đấy giống cây cung của người thợ săn. Chị nhìn gì? Con thấy ngạc nhiên quá. Sao hôm nay bố lại có thể tự tin đến mức mà nói ra những cái điều văn hoa như thế nhỉ? Không tự tin thì làm sao tôi làm chồng bà giáo làng được. Công nhận bố nói đúng. Nhưng Vân này, bố cũng muốn nói với con, nếu như mình không tự tin vào chính bản thân mình, không tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống, thì rất khó có thể vượt qua được những khó khăn, mất mát. Và đặc biệt, sẽ không thể xây dựng cho mình được một cuộc sống hạnh phúc, tốt đẹp đâu con ạ. Bố phải đi rồi. Bố về đến nhà, bố nhớ gọi điện cho con ngay nhá. Anh tin vào định mệnh. Anh tin vào sự sắp đặt của số phận. Số phận đã đưa chúng ta lướt qua nhau hết lần này tới lần khác. Để rồi chúng ta lại lạc mất nhau. Nhưng lần này anh không muốn chúng ta lạc nhau giữa dòng đời này nữa. Anh tin lần này trái tim của anh rung động thật sự. Thật sự là anh. Sao lại có thể như thế được nhỉ? Anh không chỉ muốn em là bạn gái của anh, mà anh muốn em sẽ là vợ anh. Em xứng đáng được hạnh phúc, và anh sẽ mang điều đó đến cho em. Giá như có một điều ước, em sẽ ước anh đang đứng ở ngoài cánh cổng kia, gọi điện mời em đi uống cà phê. Em không biết mình sẽ chịu đựng được cảm giác nhớ nhung này đến bao giờ nữa.
tao đây. Sao? Đang ở bệnh viện nào? Tao tới ngay.